Xin chào các bạn. Hôm nay mình cho các bạn xem cái vườn rau nhà mình trồng. Đây là trái lựu. Cái lựu mình trồng trong chậu nè các bạn. Cây lựu thì nó có trái quanh năm luôn. Nó cho trái rau liên tục. Nhưng mà nếu mà bông hoa nó ra vào mùa mưa thì cái trái nó sẽ không được màu đẹp. Còn nó vào mùa nắng thì cái trái nó sẽ rất là đẹp. Thấy ham lắm các bạn. Bông hoa lựu á, nhìn nó nở bung ra đẹp lắm. Nó vừa đẹp vừa có trái ăn luôn nên trồng lựu rất là thích luôn. Năm nay thì cây lựu này nó cũng không có sai trái nhiều như mấy năm trước. Mấy năm trước trái nó nhiều hơn và nó to hơn, chắc nó già rồi đó. Nên trái nó ít hơn. Còn đây là cái hạnh. Hạnh thì nó ra liên tục luôn các bạn. Nó chín nó ra liên tục luôn. Nó vừa bông trái lớn nhỏ liên tục ăn quanh năm. Cây hoa giấy của mình nó đang ra hoa nè. Rồi mình cho các bạn xem thanh long ruột đỏ. Và đặc biệt cái trái nó tròn do luôn các bạn, nhìn thấy cứng lắm. Và nó rất là ngọt luôn. Cái giống này mình mua mình thích lắm. Mà trồng trong chậu luôn. Đây nó cũng đang chuẩn bị ra hoa nữa nè. Thì mùa này là nó sẽ có bông của trái. Do mình không có kích thuốc hết. Để tự nhiên luôn nha các bạn. Đó bông đó. Trời mưa nên rau cải xanh nhà mình nó tốt lắm các bạn. Mình trồng tùm lum chân. Mình đem rải từ lưa hết trơn. Chậu nào mình cũng rải hết á. Nè các bạn nhìn nè. Đó nó lớn. Trời mưa nên nó tốt lắm. Nhìn cái cọng cải nó to nè. Không có phân nha các bạn. Mình chỉ cần tưới nước mưa à, mà nó tốt vậy đó. Còn đây là dây bí rợ, dây dưa gan. Cái chậu này mình cũng trồng cải luôn. Mình thích trồng cải xanh dễ ăn. Ăn sống nấu canh gì cũng được luôn á các bạn. Mà mùa này trời mưa nên trồng thích lắm. Nó tốt kinh khủng lắm các bạn. Mà mình đỡ tối nước nữa. Thích lắm. Chậu hẹ. Đây là gừng. Với bữa nay mình chỉ hái cải xanh thôi các bạn. Mình chỉ hái một loại rau cải xanh này thôi. Cọng nào cọng nấy to thích lắm. Rồi mình hái thêm hai trái cà. Trái cà xanh. Cà này ăn sống thì nó thích hơn các bạn. Nó ngọt lắm. Nó ngọt quá không biết cái con gì nó ăn nè. Mình cho các bạn xem nè. Đó nó khoét một lỗ luôn nè. Ăn nó giòn nó ngọt. Này mình bẻ cho các bạn xem nè. Bên trong nó còn non. Còn đây là cây lựu mà hôm trước mình nói đó. Nó bắt đầu nó cho trái nè các bạn thấy thương không. Đây là lần đầu tiên nó cho đó. Mình trồng chắc 3 tháng quá. Cây lựu mà mình mua 20 ngàn ở thế giới cây giống á các bạn. Bữa nay nó lớn lắm. Và xuống từng dứ xem. Cây lựu này thì thôi trái nhiều lắm luôn. Mà mình chưa ở không, mình cắt tỉa nó lại nè các bạn. Để cho trái nó ra to hơn. Bông thì thôi nó đầy luôn. Mùa này đặc biệt lựu nó ra bông nhiều lắm các bạn. Bông trái nè. Bên này nè. Nhìn nè bông lựu nhìn thích lắm các bạn. Nó đỏ rực giống hệt bông giấy Thái các bạn. Màu đỏ rực. Cây này mà nó chịu cho trái nó rất là nhiều luôn. Nhìn lên thích lắm các bạn. Nhìn cái cây ha. Trái nó chín nó đỏ, hoa đỏ nữa. Nè coi nè, chùm chùm luôn các bạn. Bông lựu nó đang ra nè. Nhiều lắm. Mùa này là cái mùa vừa trái vừa hoa nó ra. Trông như là một cây kiểng vậy đó. Ở trên nữa kìa. Rất là thích luôn. Mình quay cho các bạn cùng xem với mình. Cây lựu nó đang ra hoa trái rất là đẹp. Và mùa này thì trồng rau, hoa đồ rất là tốt luôn các bạn. Đang nở rực rỡ luôn nè.
Rồi mình xin cảm ơn các bạn đã xem và đăng ký kênh. Chúc các bạn nhiều vui vẻ, hạnh phúc.